Chào các em, hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương trình khóa 9. Bài hôm nay có tựa đề kim loại iron và hợp kim của iron. Kim loại iron là kim loại gì vậy các em? Đó chính là kim loại sắt nha các em. Chúng ta vào bài nha các em. Bài hôm nay thì có các phần sau: một là mã sắt iron, hai là mã hợp kim sắt gang thép, ba là mã tự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Chúng ta vào bài nha các em. Các em mở vở ra, chúng ta ghi bài. Một là mã sắt thì trong đời từ thời xa xưa thì chúng ta hay sử dụng sắt để làm các dụng cụ trong đời sống và sản xuất, và cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Sắt là một trong những kim loại được sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta đó các em. Sắt ký hiệu hóa học là gì vậy các em? Đó là Fe, nguyên tử khói 56. Và hóa trị của sắt nó có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3. Như vậy khi nào thì sắt có hóa trị 2 và khi nào thì sắt có hóa trị 3? Thì bài học hôm nay nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái vấn đề đó. Chúng ta vào phần một nhỏ tính chất vật lý. Sắt là một kim loại. Như vậy trong các bài trước thì chúng ta đã học rồi. Thì kim loại có mấy tính chất vật lý vậy các em? Kim loại có các tính chất vật lý là: thứ nhất là tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, và gì nữa em? Có ánh kim. Như vậy sắt có các tính chất vật lý đó hay không vậy các em? Rõ ràng sắt có đầy đủ các tính chất vật lý như vậy đó. Các em ghi nha. Sắt là một kim loại có màu trắng sáng, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Sắt có tính dẻo. Vì có tính dẻo nên sắt người ta uốn cong, người ta làm các cái hoa văn để trang trí các cửa sổ, và người ta đập sắt để người ta rèn kéo, rèn dao, vân vân. Ngoài những tính chất vật lý đó, sắt còn có tính chất vật lý nào nữa các em? Còn tính chất vật lý nào mà chúng ta thường hay sử dụng? Đó chính là tính gì? Nhiễm từ. Cái này thì mấy em đã làm thí nghiệm bên phần vật lý rồi. Sắt có tính nhiễm từ, tức là nó bị nam châm hút đó các em. Và đây cũng là một cái tính chất đặc biệt của cái kim loại sắt mà các kim loại khác mà nó không gì, không có. Ngoài ra thì sắt cũng là một kim loại nặng, và khối lượng riêng của sắt là 7,86 gram trên cm khối, và nó nóng chảy ở 1539 độ C đó các em. Như vậy thì chúng ta đã xong phần tính chất vật lý của sắt rồi. Như vậy sắt có tính chất vật lý nào mà nó nổi bật vậy các em? Đó chính là tính gì? Tính nhiễm từ đó các em. Các em nhớ nha. Chúng ta sang phần hai nhỏ, tính chất hóa học. Kim loại có mấy tính chất hóa học vậy các em? Chúng ta đã học rồi. Có mấy tính chất hóa học? Có 3 tính chất hóa học. Trong phần này các em có thể là trình bày theo ý thích của mình. Mấy em vẽ sơ đồ TV thì nó tốt hơn. Ở đây thì cô trình bày như thế này.
Tính chất thứ nhất của sắt đó chính là tác dụng với gì? Với phi kim. Thế đây, phi kim mà quen thuộc nhất đó là gì? Oxygen. Thì chúng ta có phản ứng là Fe cộng oxygen ở nhiệt độ cao thì tạo thành sản phẩm là gì các em? Đó chính là Fe3O4. Chất này chúng ta gọi tên là gì? Tôi đã gọi rồi đó, còn nhớ hay đã quên? Đó chính là, gọi tên là gì các em? Là gì? Ai? Iron 2 oxide. Như vậy khi gọi tên như vậy thì chúng ta thấy sắt nó có mấy quá trị các em? Trong hợp chất này sắt có hai quá trị là quá trị 2 và quá trị 3 đó các em. Viết xong thì chúng ta nhớ cân bằng. Kế tiếp chúng ta tác dụng với một phi kim nữa đó là Cl2. Như vậy thì sản phẩm sắt sẽ mang quá trị là bao nhiêu các em? 2 hay 3? Sản phẩm đó là FeCl3. Như vậy trong hợp chất này sắt mang quá trị bao nhiêu? Sắt mang quá trị là 3. Viết xong thì chúng ta cũng nhớ gì? Cân bằng luôn các em. Ngoài những cái phi kim này, sắt còn tác dụng với các phi kim khác. Về nhà các em tự viết chương trình nha. Chúng ta sang tính chất thứ hai của sắt. Đó là tác dụng với dung dịch hay xít. Thì trong giải hoạt động hóa học thì sắt đứng trước hay là đứng sau hydrogen vậy các em? Đứng trước hay đứng sau? Rõ ràng sắt đứng trước hydrogen. Vì vậy nên thành ra sắt tác dụng được với dung dịch axit. Ở đây chúng ta có phương trình Fe cộng HCl. Sắt đã đẩy hydrogen ra khỏi dung dịch axit và tạo thành muối và H2+. Vậy trong hợp chất này thì sắt sẽ mang quá trị là bao nhiêu vậy các em? Vậy sắt mang quá trị là 2. Và viết xong chúng ta cũng nhớ cân bằng. Ngoài HCl thì sắt còn tác dụng với H2SO4 và phản ứng cũng tương tự. Và trong phương trình đó sắt cũng mang quá trị là 2 luôn nha các em. Ở đây thì chúng ta sẽ chú ý là sắt nó sẽ không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Và người ta cũng lợi dụng cái tính chất này của sắt để người ta làm gì các em biết hay không? Đó là người ta chuyên chở các cái axit đặc nguội này, người ta dùng các bình bằng gì? Bằng sắt để người ta chuyên chở. Chúng ta sang cái tính chất thứ ba, tác dụng với dung dịch muối. Em nhìn thử phản ứng này có quen hay không? Quá quen thuộc luôn. Sắt đứng trước CO nên đẩy CO ra khỏi dung dịch muối và khi đó chúng ta được cái sản phẩm là FeSO4 cộng CO. Và trong phản ứng này sắt mang quá trị là bao nhiêu các em? Sắt mang quá trị là 2. Như vậy thì chúng ta đã xong phần tính chất hóa học của sắt. Như vậy thì cô nhắc lại ha. Khi mà tác dụng với phi kim thì sẽ tạo thành hợp chất mới là oxide và muối. Và đặc biệt là sắt cộng oxy luôn luôn tạo thành Fe3O4. Và chúng ta gọi tên nó là gì con? Iron 2 oxide. Và chính tên gọi này chúng ta mới thấy rõ là trong hợp chất này sắt có đầy đủ cả hai quá trị là quá trị 2 và quá trị 3.
Và khi tác dụng với sen là 2 đơn chất thì sắt luôn luôn mang quá trị 3. Và sắt mang quá trị 2 khi nào? Khi tác dụng với dung dịch axit và dung dịch muối thì nó sẽ tạo thành quá trị mấy? Quá trị 2 đó các em. Như vậy các em nhớ rồi chưa? Chúng ta sang phần 2 la mã. Hợp kim sắt, gan, thép. Sắt và hợp kim sắt có rất là nhiều ứng dụng trong đời sống và trong kỹ thuật. Vậy hợp kim là gì? Gan là gì? Thép là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này nha các em. Chúng ta vào phần một nhỏ hợp kim của sắt. Hợp là nhiều, kim là kim loại hay hoặc là phi kim. Như vậy có nhiều kim loại hoặc là nhiều kim loại hoặc nhiều phi kim thì người ta gọi là hợp kim. Vậy hợp kim là chất rắn thu được sau khi người ta làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim. Hợp kim của sắt gồm có hai loại là gan, thép, vân vân. Chúng ta sang phần A nhỏ. Gan là gì? Gan là hợp kim của sắt với thạch bân. Trong đó hàm lượng thạch bân chiếm từ 2 cho đến 5%. Ngoài ra còn có silicon, Fe, manganhit, Mn, sulfur, S. Gan có một cái tính chất là nó cứng và giòn hơn sắt. Chúng ta có hai loại gan là gan trắng và gan xám. Thì gan trắng người ta dùng để luyện thép. Gan xám người ta dùng để đúc bệ mái, ống dẫn nước. Cô có cái hình vẽ của cái bệ mái người ta làm từ gan xám. Và cái ống dẫn nước cũng làm từ gan xám. Ngoài những cái ứng dụng như vậy thì trong gia đình thì cái dụng cụ nhà bếp cũng có làm từ gan đó các em. Thí dụ các em đi ăn ở ngoài các tiệm người qua, em thấy có một cái chảo rất lớn thì cái chảo đó nó làm bằng gan đó các em. Nó rất nặng và cái người đầu bếp phải là rất là mạnh người ta mới sử dụng được cái chảo bằng gan đó. Và hoặc là em đi ăn thịt bò bít tết cũng vậy, thì cái đầu bò người ta đặt trên bàn của em cũng làm từ gan. Như vậy vì sao gan người ta lại làm ở trong dụng cụ nhà bếp các em? Bởi vì các vật dụng bằng gan mà nó giữ nhiệt rất là tốt. Vì vậy cho đến tận bây giờ một số dụng cụ nhà bếp người ta cũng thích sử dụng bằng gan nhiều hơn. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó rất là giòn, nó rớt xuống là nó bể chứ không phải chuyện giỡn. Chúng ta sang phần B nhỏ, thép là gì? Giống hệt như gan thì thép cũng là hợp kim của sắt với thạch bân và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng của carbon chiếm dưới 2%. Và thép có tính đàn hồi, cứng và nó ít bị ăn mòn. So với gan thì thép nó có nhiều ứng dụng hơn, là nó dùng để chế tạo các chi tiết máy. Bởi vì sao vậy? Ít bị ăn mòn đó các em. Vật dụng, rồi dụng cụ lao động, vật liệu xây dựng, tàu thủy, ô tô, xe gắn máy. Cô có cái hình vẽ, cái hình của các chi tiết máy làm từ thép nè các em. Thì đây em thấy là hầu như là các cái lò gì, các cái lò xo. Bởi vì sao vậy? Nó có tính
Đàn hồi đó các em. Đàn hồi rất tốt. Và ở đây thì em thấy những thanh này có quen hay không? Chính là những thanh thép mà dùng trong vật liệu xây dựng đó. Chúng ta sang tiếp phần hai nhỏ, sản xuất gang thép. Chúng ta vào phần A nhỏ, sản xuất gang như thế nào? Nguyên liệu. Nguyên liệu thì người ta sử dụng là các quặng sắt trong tự nhiên, ví dụ như quặng magnetit chứa nhiều Fe3O4 và hematit thì chứa nhiều Fe2O3. Than cốc, không khí và oxygen và đá gì? Đá roi đó các em. Nguyên tắc, người ta dùng CO để người ta khử oxy sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim. Quá trình sản xuất gang, người ta nó sẽ xảy ra trong lò gì? Trong lò cao. Ở đây thì cô sẽ nói, ở đây cô sẽ nói các phản ứng xảy ra trong lò cao, còn về thành về cái lò cao thì mấy em về mấy em mở sách giáo khoa và mấy em tự tự đọc nha. Đầu tiên thì nguyên tắc người ta dùng CO để khử oxy sắt ở nhiệt độ cao, như vậy chúng ta sẽ có cái phản ứng tạo thành CO. Từ CO được tạo thành như thế nào? Người ta cho than tác dụng với oxygen tạo thành CO2 và CO2 tiếp tục tác dụng lại với than để tạo thành CO, và khi đó thì người ta dùng cái khí CO vừa mới sinh để khử các oxy sắt trong quặng để thành sắt. Như vậy oxy sắt trong quặng đó là Fe3O4 hoặc là Fe2O3. Như vậy thì khí CO lần lượt tác dụng với Fe3O4 hoặc Fe2O3. Ở đây thì cô chỉ ghi là CO cộng Fe2O3. Cái phản ứng này nếu em nào chú ý thì chúng ta đã có học rồi năm lớp 8, và chúng ta tạo thành đó là CO2 cộng Fe. Như vậy từ cái oxit sắt thì chúng ta đã tạo thành sắt rồi đó các em. Viết xong phương trình thì chúng ta nhớ cân bằng. Và chúng ta có phản ứng tạo thành xỉ. Xỉ này gồm có CaO và SiO2. Như vậy CaO từ đâu có vậy các em? Từ phản ứng phân hủy của đá gì? Đá voi. Đá voi là CaSO3. Khi mình phân hủy tạo thành CaO. Và trong các quặng sắt thì nó còn có cái tạp chất là SiO2. Và khi đó CaO kết hợp với SiO2 và tạo thành xỉ và được đưa ra ngoài. Đây là toàn bộ của quá trình sản xuất gang trong lò cao. Trong lò cao thì các em về nhà mấy em tự đọc trong sách giáo khoa. Chúng ta sang phần B nhỏ, sản xuất thép như thế nào? Nguyên liệu của sản xuất thép thì phải có gang, sắt phế liệu và khí oxygen. Sắt phế liệu đó là gì các em? Sắt phế liệu là ở nhà mấy em có cái khung cửa sắt nó bị rỉ, em đem đi bán ve chai, hoặc là cái xe đạp cái khung bằng sắt nó bị rỉ bị gãy em đem bán ve chai. Những vật như vậy người ta gọi là sắt phế liệu. Nguyên tắc thì người ta oxy hóa một số kim loại phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố carbon, silicon, manganese.
Quá trình sản xuất thép thì quá trình này thực hiện trong cái lò luyện thép. Thì lò luyện thép trong sách giáo khoa có, các em về, các em tự đọc nha. Người ta thổi khí oxy lần vào lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao. Thì khi đó, cái khí oxy lần này sẽ oxy hóa các nguyên tố trong gan như C, M, N, S, I, S, B, vân vân. Ví dụ như là C cộng O2, chúng ta tạo thành cái gì mấy em? CO2. Đây là toàn bộ quá trình của sản xuất thép. Các em nhìn cái hình này đi. Đây là hình của tàu Titanic bị vớt từ dưới biển lên đó các em. Các em thấy nó bị như gì? Nó bị rỉ sét, phải không? Đây là hình ảnh của một cái khung cửa. Nó cũng bị, đang trong quá trình bị rỉ sét. Đây là cái kéo mà mình chôn dưới đất và mình đào lên. Nó cũng bị gì các em? Cũng bị rỉ sét luôn. Và đây là hình ảnh của một cái gầm cầu cũng đang trong quá trình bị rỉ sét. Như vậy, vì sao các cái đồ vật bằng sắt này bị rỉ sét vậy các em? Đó là gì? Trong không khí thì có khí oxygen. Trong nước mưa có khí CO2 hoặc các hợp chất oxide khác. Rồi trong nước biển thì có NaCl, MgCl2, vân vân. Thì những chất này nó sẽ tác dụng với sắt và các hợp kim của sắt tạo thành một cái lớp vỏ bề ngoài, nó có giòn xốp và nó làm cho sắt và các hợp kim của sắt nó bị nhanh bị hỏng và nó không sử dụng được. Như vậy cái hiện tượng như thế này thì ta gọi đó là hiện tượng ăn mòn kim loại đó các em. Như vậy kim loại mà dưới tác kim loại và hợp kim mà dưới tác dụng của môi trường như là không khí nè, nước nè, đất nè, thì nó rất là nhanh chóng bị ăn mòn đó các em. Như vậy chúng ta sang phần ba la mã sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Chúng ta vào phần một nhỏ, thế nào là sự ăn mòn kim loại? Chúng ta ghi nha các em. Đó là sự phá hủy của kim loại và hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường, ví dụ như là đất, nước, không khí, thì khi đó chúng ta gọi đó là sự ăn mòn kim loại. Các em ghi kịp chưa? Chúng ta sang phần hai nhỏ, những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. Thì phần này chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Chúng ta có bốn cái ống nghiệm sạch. Và chúng ta có bốn cái bình sắt sạch hay gọi là mới đó các em. Và chúng ta có một cái nút ống nghiệm. Và thời gian thí nghiệm thì chúng ta thí nghiệm trong vòng một tuần. Mấy em xem thí nghiệm nha. Ở đây cô có bốn cái ống nghiệm sạch. Trong bốn ống nghiệm sạch này cô bỏ bốn cái đinh sắt sạch vào. Ống nghiệm thứ nhất á thì là cô cho một ít bột CaO vào đáy ống nghiệm và tôi nút chặt cái ống nghiệm lại. Như vậy mục đích của bột CaO vào trong ống nghiệm để làm gì các em? Trong đây là gì? Là chất gì? Đó là không khí. Mà không khí thì có gì em? Có nước. Vì vậy cái bột CaO này nó sẽ hút nước và không khí lúc đó là không khí nó ở trạng thái là khô, tức là không có nước. Trong ống nghiệm thứ hai thì cô sẽ cho
Nước mà có hòa tan khí oxygen vào. Trong ống nghiệm thứ ba thì cô cũng cho dung dịch muối ăn vào. Và trong ống nghiệm thứ tư này thì cô cho nước cất. Nhưng mà trên cái mặt nước cất cô đổ một ít dầu nhờn vào. Mục đích để làm gì các em? Mục đích để khí oxy trong không khí nó không hòa tan vào trong nước cất này. Như vậy ở đây chỉ có đinh sắt tác dụng với nước cất mà thôi. Như vậy sau một tuần thì chúng ta quan sát xem thử coi ống nghiệm nào xảy ra sự ăn mòn các em. Đó là ống nghiệm thứ 2 và thứ 3 xảy ra sự ăn mòn. Và ống nghiệm thứ nhất và ống nghiệm thứ tư thì không xảy ra sự ăn mòn. Vì sao các em? Vì sao? Lúc nãy cô nói rồi, sự ăn mòn nó xảy ra khi nào? Dưới tác dụng của môi trường như là gì? Không khí, nước, rồi gì nữa em? Đất. Vì trong đây thì không khí khô, nó không có oxygen. Còn trong ống nghiệm thứ tư này cũng không có oxygen luôn. Vậy nó không xảy ra sự ăn mòn đó các em. Như vậy thì sự ăn mòn xảy ra thì nó sẽ phụ thuộc vào gì em? Môi trường mà kim loại nó tiếp xúc. Và khi đó sự ăn mòn diễn ra nhanh hay chậm. Vậy trong ống nghiệm thứ hai và ống nghiệm thứ ba thì sự ăn mòn là diễn ra nhanh. Đó là ống nghiệm thứ ba, sự ăn mòn diễn ra nhanh so với ống nghiệm thứ hai. Phải không các em? Rồi, các em sẽ ghi bài vào. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? Đó là sự ăn mòn kim loại không xảy ra hoặc xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc. Ngoài ra, còn sự ăn mòn kim loại còn có yếu tố nào nữa thì mấy em xem hai cái hình này đây. Một cái bếp ga còn mới, rất sạch, đẹp. Bên đây một cái bếp ga nó đã bị rỉ sét, bị cũ rồi. Vậy vì sao nó bị rỉ sét các em? Bởi vì nó tiếp xúc với oxygen trong không khí. Là khi nó đốt cháy ở nhiệt độ cao thì nó xảy ra sự ăn mòn nhanh hơn. Ngoài ra còn có tác nhân là các thức ăn rơi vãi mà chúng ta không lau chùi cũng đẩy nhanh cái sự ăn mòn. Như vậy thì nhiệt độ cao sẽ làm sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hơn như trong hình bếp ga cũ này đây các em. Như vậy để chống lại cái sự ăn mòn kim loại thì chúng ta phải có những biện pháp như thế nào? Để chúng ta sang cái phần ba nhỏ, làm cách nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ăn mòn? Chúng ta làm cách nào các em? Thứ nhất á, là sau khi nấu ăn xong thì chúng ta nhớ lau chùi sạch sẽ xung quanh bếp ga. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phun các cái chất chống ăn mòn lên trên cái bề mặt của kim loại. Và cái cách phổ biến nhất là chúng ta phủ lên cái bề mặt kim loại một lớp để chống, làm cho cái kim loại không tiếp xúc với oxygen. Ví dụ như chúng ta sơn, nói sơn trên các song cửa. Như vậy thì các hình thức này làm cho ngăn không cho kim loại tiếp xúc với gì? Với môi trường, thì nó sẽ hạn chế được sự ăn mòn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ làm sao nữa? Chúng ta chế tạo hộp kim ít bị ăn mòn. Ví dụ như là gì các em? Ví dụ như là kim loại mạ, crom. Hoặc là chúng ta hợp chất gì? Inox đây. Như vậy bài hôm nay đến đây đã kết thúc rồi đó các em. Hướng dẫn về nhà. Các em học bài. Các em làm bài tập 3-4 trang 60 hoặc là bài 3-4 trang 67 nha các em. Cô chào.